Chào các bạn, mình là kỹ sư Hẻm. Hôm nay á, mình sẽ nói cho các bạn một cái vấn đề mà rất là nhiều anh em hỏi, mà mình cũng có đề cập tới nhưng mà mọi người vẫn chưa hiểu, đó là thế nào để mà biết cái đầu của mình là nó sai bao nhiêu. Thì ở nước ngoài á, khi mà người ta mua nó, người ta sẽ có cái tiêu chuẩn sai. Người ta thường tính bằng cái vòng đầu. Thì muốn đo được cái vòng đầu thì thường người ta sẽ có cái thước dây, giống như là để mà may đồ á. Nhưng mà mình không có thước dây á, thì mình làm cái gì? Mình chỉ cần một cái cây thước thẳng thôi cũng được. Và mình lấy một cái sợi dây bất kỳ, ở đây mình lấy một cái sợi dây USB. Mình để ở một điểm trên đầu, mình giữ nguyên cố định. Sau đó mình còn một đầu quanh vòng. Đấy. Thì mình xem nữa, cái điểm dây của mình á, nó giáp vòng với cái đầu bên đây là ở đâu. Thì mình dùng cái đó mình đánh dấu lại. Đấy, giống như của mình thì mình sẽ tới đây, vị trí này. Thì sau đó mình sẽ sử dụng cái thước thẳng. Mình đặt cái sợi dây lên và mình kéo căng ra thì mình sẽ biết cái vòng đầu của mình nhiêu. Và ở đây thì cái vòng đầu của mình nó đang là 56.5. Đó, thì tương ứng với vòng đầu 56.5 thì ở mỗi hãng bán thì nó sẽ có ghi. Chẳng hạn như size M thì nó sẽ từ 56 cho tới 57.5 cm, thì có nghĩa mình 56.5 là mình thích hợp size M. Hoặc là dưới size M là chẳng hạn như dưới 56 là chẳng hạn như từ 55 cho tới 56 đi thì nó sẽ là size S. Chẳng hạn nhỏ hơn nữa thì nó sẽ là size XS. Đấy, thì kế bên mình là mình vừa mới về một cái lô chính cái nón AGV Black để đặt hàng cho khách của mình theo yêu cầu. Thì một số đã được đặt rồi, thì bây giờ mình sẽ khui thử một cái AGV Black như thế nào nhé. Tại vì hôm bữa giờ anh em cũng hỏi mình là cái nón mà bé gấu đội là nón dòng gì, hiệu gì mà sao đẹp quá vậy. Thì nón đó là nó của hãng AGV. Mà AGV thì bạn biết rồi đó, nó là một hãng rất là nổi tiếng và bây giờ mọi người rất là ưa chuộng. Thì thường một cái nón mà trong thùng về á thì nó sẽ gọi mấy thùng giấy, nó sẽ được bỏ sẵn trong cái bao đựng nón của AGV. Và bên trong nó sẽ có thêm một cái lớp mốt. Thì lần này mình về là có ba màu, màu đen, đen thì nó tem trắng. Và cái nón này thì đặc điểm của nó là cái lô này bây giờ nó hết sản xuất rồi, nó ngừng sản xuất cái AGV Black này. Nên bây giờ nó chỉ có sản xuất, nó chỉ còn có đúng một size duy nhất là size XS. Size XS này á thì nó sẽ dành cho nữ giới thì đúng hơn. Vòng đầu của nó là 54cm tới khoảng 54.5 là sẽ xài cái size này. Đấy. Mình về tới ba màu lận. Nói chung là nữ giới thì đội những cái nón này á, nó rất là dễ thương, mà nó lại vừa an toàn nữa. Đấy. Đây là cái nón màu trắng. Màu trắng thì tem đen, màu đen thì đi tem trắng. Đấy. Tới kế tiếp là cái màu camo. Thường thì cái nón AGV bản này á, giá bình thường ở ngoài nó bán là khoảng 3,5 triệu. Nhưng mình bán chỉ với 2,750 triệu cho màu trắng màu đen. Còn với màu camo đáp là cái màu quân đội này á, màu mờ này thì nó sẽ mắc 100.000, đó là 2,850 triệu. Thì toàn bộ nó chỉ là size XS, nó không có size khác nhỏ hơn, chỉ một size XS mà thôi. Đấy. Thì clip này là coi như là các bạn cũng có thể biết sơ qua cách lựa chọn nó. Và ngoài ra nữa, thêm một cái vấn đề nữa là khi mình biết cái dòng đầu rồi thì mình có thể order nước ngoài nếu mình không được thử. Còn nếu mình đi thử nó thì mình nên thử làm sao mà khi cái nón của mình á mà mình đội vào mà cảm giác á là nó không có bị đau trên đỉnh đầu, nó cũng không quá ép hai bên mặt, nói chung là ép vừa vừa thôi. Nói chung là tại vì thường á nó khi mình đội á, mình đội khoảng chừng 2 tháng 3 tháng là mút nó sẽ tự giãn vào. Vì thế nhiều khi mình đang đội xem mà 2-3 tháng sau nó lỏng lẻ thành size L. Nên thường mình sẽ mua cái size nhỏ hơn xíu để mà khi mình đội mai mốt một ho một kê hay mút miết gì đó nó ép vô đấy thì nó sẽ vừa khớp với đầu mình hơn. Đấy, nón này thậm chí nón này nó chỉ là tiêu chuẩn dành cho size 54 thôi, nhưng mà đầu của mình tới 56 nhưng mình đội vẫn cảm thấy bình thường. Nói chung là miễn là khi mình lắc nó không lắc đấy là ok, còn mình đội vô mà nó lắc là không được. Nhiều bạn cứ nói vừa đội vô thấy nó hơi chật nhẹ xíu mà bạn kêu đã không vừa, muốn cái nào mà nó rộng nó lỏng hơn tí á, thì những bạn mua những cái đó thì 2-3 tháng sau bạn hết xài rồi, nó lỏng lè không có cách nào xài được. Đấy, chỉ như vậy thôi.
À, ngoài ra nữa mình còn thử mua thêm một cái nón của cào cào đấy, dành cho con nít. Nón này thì con nít size đầu khoảng từ 50 của HGC với tem rất là ngầu đấy. Nói chung là size của con nít thì nó là size L á, nhưng mà đối với con nít L có nghĩa là nó 50cm rồi. Nó rất là đẹp, thì đang dành cho những bé nào ở lứa tuổi khoảng 4, 5, 6 tuổi đấy, có thể đội vừa được. Rồi, cảm ơn mọi người nhé, chào mọi người.